Hello mọi người nha. Đây là buổi sáng thành phố Đà Lạt. Hôm nay tụi mình sẽ di chuyển từ Đà Lạt về Cam Ranh. Nhưng mà theo một cái con đường khá là đẹp. Nó không phải là đường lớn mà nó là một con đường nhỏ thôi mọi người. Đó là DT656. Con đường này thì mình cũng đã di chuyển một lần rồi. Mình thấy nó đẹp nên là hôm nay mình đi lại để mình quay phim. Còn tại sao mà mình không quay phim từ Đồng Nai lên Đà Lạt á thì có một chút sự cố, nhưng mà tuyến này thì mình đi thường xuyên nên là mình sẽ quay lại vào dịp khác. Bên phải mình là Hồ Xuân Hương. Đà Lạt hôm nay thì cũng lạnh đó mọi người. Thời tiết Đà Lạt thì nó phải lạnh lạnh thì nó mới đã. Quay cho mọi người coi khúc Hồ Xuân Hương nha. Nay thì hết Tết, hết lễ, hết Chủ nhật rồi nên Đà Lạt buổi sáng thì cũng vắng vẻ. Nó quay về bản chất của Đà Lạt à. Không có xô bồ, không có đông đúc. Mình thích Đà Lạt vậy nè, Đà Lạt vậy mới mộng mơ chứ Đà Lạt mà kẹt xe thì đâu còn mộng mơ. Xa xa kia không biết thấy không, đó là trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt các mọi người. Rồi tới đây là mình sẽ rẽ phải. Còn nếu mà mọi người đi hướng kia thì sẽ đi về Nha Trang nha mọi người. Rẽ phải thì mình sẽ đi đèo Sông Pha. Trời sáng nay thì khá là âm u. Không biết trưa chiều thì như thế nào. Hy vọng là không có mưa để có phim đẹp nha mọi người. Trời âm u quay phim nó không được đẹp. Hiện tại mình vẫn còn đang ở trong thành phố Đà Lạt. Chỗ này vẫn là Đà Lạt mọi người. Vẫn là thành phố Đà Lạt. Không biết trong camera thì có thấy không ha? Thấy có một dàn trống trống điện gió. Chỗ đó là đồi chè Cầu Đất á. Mình cũng sẽ chạy tới đó. Nhưng mà nhìn xa xa đẹp quá. Rừng thông bát ngát.
Bao cua pha luôn mọi người. Mấy đường này bao cua đã. Bao cua dở dở cái đít lên luôn. Qua nguyên chiếc xe rồng luôn. Đẹp nha. Hình hoa tím đẹp ghê. Trời ơi đã. Rồi chắc mình cũng chạy vô vòng vòng khu rồi chị Cầu Đất một chút. Lâu quá rồi không vô, không nhớ cái đường vô nữa nè. Chắc có quẹo đây hả? Quẹo đây. Đúng rồi. Bây giờ là có rất nhiều đường để vô trong mấy cái khu này nữa là mình cũng không biết nữa, mình để đi đúng không, lâu quá rồi mình không vô. Đi đại nha. Ây da. Ở đây có mấy chỗ để săn mây đó mọi người. Nếu mà canh được thời điểm săn mây thì rất là đẹp. Mình thì không có đi săn mây được đâu. Tại vì ngủ về trễ lắm. Vòng vòng cái khu này một chút rồi tiếp tục di chuyển. Giờ không biết đi đường nào có đúng luôn nữa, không biết đi đường nào để ra luôn nè chứ. Này thì hết chè rồi. Trời ơi nó cao. Đây là cái chè Cầu Đất nha mọi người. Này là tuabin 10 phải. Điện gió. Không biết mình chụp hình có thấy không nữa. 0.6. Ồ thấy luôn.
cảnh nữa. Đồi chè Cầu Đất của mọi người. Ở phía bên này là có đồi chè, tuabin gió nè, bên này có đồi thông. Đúng đẹp luôn á. Đầy đủ. Giờ mình làm cho em xe tấm hình. Đâu, chạy tới đây miếng này. Đó, bên này cũng đẹp nè. Ui. Đó, bên này cũng đẹp, quá trời đẹp luôn. Còn quá trời đẹp luôn. Đẹp không mọi người? Quá đẹp nha. Rồi, di chuyển tiếp nha. Tiếp tục không ai trả. Lạnh lắm luôn mọi người. Gió thổi xỉu luôn á. Đi thôi, giờ không biết đường ra đây nè, chắc quẹo phải nè. Đó đâu phải đường đi kia đâu. Đúng rồi, ra tu binh xấu. Ủa? Đi đi theo ấy đi. Man đào. Đào trên này vẫn đang nở nhiều lắm nha. Đó, quá trời đẹp luôn. Ninh Thuận nè mọi người. Khúc này là đèo Ngoạn Mục, hay còn gọi là đèo Sông Pha. Người ta thấy không thấy trên điện thoại đó. Đó là toàn bộ tổng quan về đèo Sông Pha, đèo Ngoạn Mục. Để mọi người tiện theo dõi thì chắc mình sẽ chia ra thành nhiều tập cho nó ngắn ngắn đó, cho mọi người dễ coi. Chứ để một cái video dài quá thì coi nó cũng ngán. Hôm nay nhân vật chính không phải là đèo Ngoạn Mục. Tí nữa sẽ tới cái con đường chính mình muốn đi hôm nay.
thương xe lộ. Chạy vậy á. Đặc điểm nhận dạng mà Ninh Thuận với Lâm Đồng là đường thông mọi người, qua bên Ninh Thuận thì sẽ không còn thông nữa, hoặc là ở trên đỉnh cao thôi chứ, nhưng mà rất là ít. Chứ như ven ven biên giới á, gọi là ranh giáp ranh á, thì còn có cây thông, nhưng mà qua tới Ninh Thuận thì trên núi cũng không có cây thông đâu. Và trời nó sẽ bắt đầu nóng lên. Đều ngoạn mục. Ôi, ghê. Nói chung là đèo ngoạn mục thì ở trên đèo thì cũng không có gì gọi là đặc sắc. Mình thấy nó cũng rất là bình thường. Nếu mà đèo mà từ miền Trung qua bên Tây Nguyên á, thì chỉ có đèo Khánh Vĩnh á, là đèo mà nối từ Nha Trang lên Đà Lạt á, đèo đó khá là đẹp. Còn đèo ngoại mục thì mình thấy cũng không có gì đẹp, cũng bình thường. Chắc là do mình đi nhiều đèo rồi á, nên mình cảm thấy vậy. Nhưng mà thật ra đối với những người mà chưa đi bao giờ thì vẫn rất là đẹp, nhưng mọi người vẫn rất là hùng vĩ. Đường này thì mình đi rất 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 nhiều lần rồi. Nó bụng mà còn gặp bán bánh mì nữa thì thôi chứ. Mấy cái cây màu đẹp ghê không? Mỗi cây mỗi màu. Có một khóm đó thôi mà ba màu bốn màu đẹp đó, mọi người có thấy không? Đó là hai cái ống dẫn nước huyền thoại của con đèo này luôn đó. Chỉ cần nhìn hai cái ống đó là biết đèo ngoạn mục rồi. Dẫn từ trên đỉnh núi xuống dưới. Đó, hồi trước là có hai ống thôi, nhưng mà sau này tăng cường thêm một ống nữa. Đó. Đã không? Chỉ có đèo ngoạn mục mới có hai cái ống thôi, nên là nhìn là biết liền à. Áo nè. Đó, cái ống, hai cái ống bên này là hai cái ống từ trước giờ, xong rồi cái ống kế bên đó là cái ống mới làm sau này, là ba ống.
hai cái ống kia mới sơn lại nên nó mới vậy, chứ hai cái ống đó là làm lâu rồi. Rồi hết đèo Ngàn Mục rồi mọi người, giờ là xuống dưới đồng bằng rồi. Ở chỗ đây thuộc Ninh Thuận. Bây giờ mình chạy một đoạn nữa thì mình sẽ rẽ để đi cái con đường mà hôm nay mình chủ đích đi á.